Xin chào các bạn đã đến với channel Loa Hay. Mình là Hưng, thành viên của Loa Hay Team. Ngày hôm nay team mình đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và ở đây thì Loa Hay sẽ thực hiện tuning và vận hành một hệ thống âm thanh Lexo. Và toàn bộ cái thiết bị âm thanh ở đây thì được cung cấp bởi công ty âm thanh ánh sáng Vi Phương. Và Vi Phương cũng là một cái đơn vị có cái hệ thống âm thanh Lexo lớn nhất tại Việt Nam và đang sở hữu cái series STM M46 và B112 đi kèm với subwoofer S118. Và hệ thống ngày hôm nay thì Loa Hay đang sử dụng, như các bạn có thể thấy, tổng hệ thống loa FOH Loa Hay đang sử dụng đó là 18 chiếc M46 và 18 chiếc B112. Cấu hình mỗi bên sẽ là 9 chiếc B112 và 9 chiếc M46. Và với hệ thống loa subwoofer thì Loa Hay đang sử dụng là 20 chiếc S118 trong series STM, một series mà cao cấp nhất của Lexo cho dòng live music hiện nay. Và ở đây thì do cái không gian có cái quãng chiều dài khá là lớn, Loa Hay đã sử dụng cái phương thức subwoofer and file. Bên cạnh đó, để có thể control được cái búp hướng thì Loa Hay sử dụng thêm một cái phương thức nữa trong cái hệ thống của mình, đó là subwoofer array. Thì như các bạn đã biết, nếu mà là subwoofer and file, chúng ta sẽ có một cái hướng đi với một búp hướng dài khá là mạnh và có cái điểm tập trung ở giữa. Thì để phá cái đó thì Loa Hay đã sử dụng thêm subwoofer array ở đây. Và bên cạnh đó, show của mình có sử dụng với live band, nên làm như vậy thì chúng ta sẽ có một hệ thống loa monitor sạch sẽ hơn. Dĩ nhiên rồi, khi mà đi kèm với loa Lexo thì chúng ta sẽ phải đi cùng với main của nó. Và main của nó ở đây toàn bộ được công ty Vi Phương đầu tư, đó là NX-Arm 4x4. Và toàn bộ hệ thống từ mixer, main và loa thì được chạy trên nền tảng Dante, một nền tảng chuyển đổi tín hiệu số hoàn toàn. Và xin mời các bạn lên với khu vực điều khiển. Và đây là khu vực điều khiển. Thì đi cùng với hệ thống Lexo ở phía dưới thì công ty Vi Phương đang sử dụng đó là CL5, một chiếc mixer của Yamaha mà chúng ta có thể nói là nó rất phù hợp với cái series loa của Lexo. Và đây là người anh của mình, anh Thiện, là người phụ trách toàn bộ kỹ thuật của công ty Vi Phương. Và chắc có lẽ anh ấy là một người sử dụng hệ thống loa Lexo nhiều nhất ở Việt Nam. Và đến với cái show này thì chúng ta sẽ có bao nhiêu loa cho hệ thống loa FOH? FOH là B12 là 18 con, M46 là 18 con, sub S118 là 20 con. Đó. Và hệ thống loa full field thì là mình xài center M28 là 4 cái. Với cái cấu hình ở đây thì là mình bố trí cả loa delay phía dưới đúng không? Delay thì M28 tổng cộng là 10 con. Đó. Đó thì đấy là toàn bộ cái hệ thống âm thanh được công ty Vi Phương cung cấp tại cái show của bộ Nguyễn Huệ. Thì Loa Hay Team lần này có dịp là được tuning và được làm việc cùng với anh Thiện. Em cảm ơn anh. Rồi, như vừa rồi thì các bạn đã nhận được cái thông tin từ anh Thiện, kỹ thuật của công ty Vi Phương. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ còn 10 P12 từ cái P series, một là series loa mới của Lexo. Và cái series đó rất phù hợp để làm monitor cho vocal hay monitor cho band nhạc. Thì đây là toàn bộ hệ thống âm thanh được diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Xin mời các bạn.